Bạn có biết làm cách nào để uống rượu bia ngàn chén không biết say? Trong các bữa tiệc hay buổi gặp gỡ, việc sử dụng rượu bia là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, để không bị say ảnh hưởng đến sức khỏe, bạn có sử dụng các tuyệt chiêu để không say. Điều này sẽ giúp cho bữa gặp gỡ được kéo dài lâu hơn. Để hạn chế tình trạng say rượu, bạn có thể áp dụng tuyệt chiêu ngàn chén không say của chúng tôi giới thiệu dưới đây nhé. Trước khi đi uống rượu bia, bạn có thể uống trước một ly sữa, bởi sữa giúp hạn chế sự chuyển hóa của acetaldehyde, hạn chế sự hấp thụ bia rượu vào trong máu, làm chậm đi quá trình hấp thụ rượu trong cơ thể, từ đó bảo vệ và giảm độ kích thích của rượu với dạ dày. Thế nên sẽ giúp cơ thể của bạn không bị say sớm. Tuy nhiên, bạn cũng nên uống bia rượu với một mức vừa đủ nhé. Nguyên tắc để uống rượu bia không say nhanh đó chính là cần đảm bảo bụng đã được no. Cách uống rượu không say chắc nhất là bạn nên ăn cơm chắc bụng trước khi uống, để giúp cho dạ dày của bạn được bảo vệ và cũng sẽ không hấp thu cồn rượu bia nhanh chóng vào máu. Cách uống rượu không say đầu tiên đó chính là ăn nhiều một chút món ăn dầu mỡ. Chắc chắn trên mâm cũng sẽ có các món được chế biến dầu mỡ như thịt quay, thịt chiên. Lúc đó bạn hãy tranh thủ lót dạ trước khi uống rượu bia, bởi trước khi uống ăn món dầu mỡ sẽ giúp cho dạ dày của bạn được tráng trước một lớp dầu mỡ, làm giảm khả năng thấm nhanh cồn vào máu. Khi đó sẽ giúp bạn giảm tình trạng say rượu bia nhanh. Một cách uống rượu không say rất nhanh chóng và đơn giản đó chính là uống nước chanh, vừa giải nhiệt cơ thể mà lại giảm khả năng say. Uống một ly chanh đường hoặc các loại hoa quả có vitamin C sẽ làm trung hòa lượng cồn có trong rượu bia, giúp bạn tránh được các nguy cơ bị ngộ độc, say xỉn. Bạn nên uống nước chanh ngay sau vừa uống một ly bia hoặc rượu để giúp hiệu quả hơn. Ăn lòng trắng là cách uống rượu không say ư? Bởi trong lòng trứng có chứa thành phần albumin, chất này có tác dụng kết tủa cồn trong rượu, làm giảm lượng cồn hấp thu vào máu. Bên cạnh đó, chất này còn giúp bảo vệ niêm mạc của dạ dày khi xảy ra tình trạng xung huyết hay viêm loét dạ dày. Do tác động của chất cồn trong rượu với cơ thể bạn, bạn có thể sử dụng lòng trắng, trứng gà, trứng vịt đều được. Một tuyệt chiêu uống rượu không say đơn giản mà bạn có thể áp dụng đó chính là ăn các món được chế biến từ đậu xanh, rau cần, củ cải trắng và khuyến khích bạn nên ăn khi đang uống rượu. Trong thành phần các món này có chứa chất giúp phân giải cồn trong rượu, làm giảm đi khả năng hấp thu cồn vào máu, hỗ trợ giúp bạn tỉnh táo và không bị say xỉn khi phải uống nhiều rượu. Uống chậm cũng là cách uống rượu bia không say sẽ giúp bạn hạn chế tình trạng say nhanh, bởi gan cần có thời gian để chuyển hóa cồn. Nếu bạn uống nhanh quá, xảy ra tình trạng gan không chuyển hóa kịp sẽ khiến bạn say rượu, ngộ độc nhanh chóng. Bạn có thể vừa ăn vừa uống, vừa trò chuyện để có thời gian thưởng thức mà còn bảo vệ được sức khỏe của bản thân. Khi kết hợp rượu bia cùng với các loại nước có ga sẽ làm đẩy nhanh hơn quá trình hấp thu cồn vào máu và khiến cho cơ thể của bạn nhanh chóng rơi vào tình trạng say xỉn và khiến cho cơ thể bị quá tải, không kịp hấp thụ, làm cho sức khỏe của bạn bị giảm sút nghiêm trọng. Thế nên khi uống bia rượu, bạn nên sử dụng nước lọc để đảm bảo sức khỏe và không bị nhanh say. Một cách uống rượu không say có lẽ ít người quan tâm đó chính là không nên hút thuốc trên bàn nhậu. Bởi thuốc lá cũng là một tác nhân đẩy nhanh sự hấp thu của chất cồn vào trong cơ thể. Hơn nữa thì hút thuốc lá còn gây ra nhiều bệnh nguy hiểm mà ung thư phổi là một trong số đó. Hy vọng qua bài viết về các cách uống rượu không say mà chúng tôi giới thiệu phần nào giúp bạn cải thiện được trình độ đô bất tử trên bàn nhậu nhé. Tuy nhiên, để không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, bạn cũng lưu ý uống rượu bia có mức độ vừa phải để đảm bảo an toàn sức khỏe. Và đặc biệt khi lái xe thì không nên sử dụng rượu bia vì sự an toàn tuyệt đối các bạn nhé. Cảm ơn đã theo dõi, chia sẻ và ủng hộ chúng tôi qua các hình thức like, share, subscribe qua các nền tảng mạng xã hội các bạn nhé.